Xin chào quý khách hàng đang xem kênh YouTube của công ty thiết bị văn phòng Trường Invest. Em là nhân viên kỹ thuật của công ty. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách khắc phục delay tuner và delay room trên các dòng máy của radar như 7810DK, 7640DK và 7620DK. Những lỗi này, nguyên nhân là khi chúng ta sử dụng hết lượng mực bên trong máy với số gian đưng là khoảng 2600 gian từ nhà sản xuất. Còn đối với room thì chúng ta sử dụng vượt quá số vòng quay quy định là khoảng 12.000 gian thì máy sẽ báo tình trạng là relay tuner và relay room. Đối với những trường hợp này chúng ta khắc phục như sau. Chúng ta có hai cách khắc phục. Cách khắc phục đầu tiên là chúng ta tiến hành thay hợp mực mới hoặc là thay cụm room mới thì máy sẽ hoạt động trở lại bình thường. Cách thứ hai để tiết kiệm chi phí hơn thì chúng ta có thể tiến hành bơm mực vào và chúng ta tiến hành reset mực trên máy. Các bước tiến hành reset mực như sau. Bước 1, chúng ta tiến hành mở cái nắp hộp mực ra. Bước 2, chúng ta bấm tổ hợp phím clear và top, sau đó nhả nút top ra và bấm nút clear một lần nữa. Trên máy xuất hiện TNRB, chúng ta tiến hành bấm OK. Chúng ta bấm motor lên để reset tuner. Máy báo accept thì chúng ta đã reset tuner thành công. Sau đó chúng ta tiến hành tổng hợp lại. Máy đã thông báo hết lỗi, chúng ta có thể in nắng lại bình thường. Tiếp theo đến quá trình reset room, chúng ta tiến hành thực hiện như sau. Bước 1, chúng ta tiến hành mở nắp trước của hộp mực ra. Bước 2, chúng ta bấm tổ hợp phím cộng và OK. Máy sẽ xuất hiện reset room. Chúng ta bấm OK. Chúng ta bấm mũi tên lên để reset room. Rồi, máy báo accept, chúng ta đã reset room thành công. Sau đó chúng ta đóng nắp của hộp mực lại. Trên máy đã không còn thông báo lỗi, chúng ta đã thực hiện reset room thành công. Lưu ý, nếu bạn đã thay hộp mực mới và cụm chống mới nhưng máy vẫn xuất hiện lỗi relay tuner và relay room, bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline của công ty Trường Invest để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn này. Trường Invest xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.